Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ việc cấp lưu động căn cước công dân có gắn chip điện tử tại một số địa phương, Công an tỉnh Long An sẽ tạm ngừng thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đến hết tháng 6 năm nay. Theo đó, kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An tạm ngừng thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để hỗ trợ một số huyện và thành phố Tân An tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các xã phường thị trấn. Trong thời gian nêu trên, người dân chủ động liên hệ làm căn cước công dân có gắn chip điện tử ngay tại địa phương nơi cư trú. Việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử tại địa phương bao gồm tất cả các diện: cấp mới lần đầu, cấp đổi từ chứng minh nhân dân chính số sang căn cước công dân có gắn chip điện tử và cấp lại những trường hợp bị mất chứng minh nhân dân hoặc mất căn cước công dân có mã vạch.